bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 1015, cái nên trúng thì không trúng, cái không nên trúng thì lại trúng một. Mọi người đều nghĩ rằng trên tầng 2 sẽ xuất hiện một cửa truyền tống kết nối với chi nhánh, nhưng không ngờ, mình từ chi nhánh ở cấm đoạn đại lục đến đây, vậy mà lại đi ra từ cửa truyền tống nối tầng 1 và tầng 2, trưởng quỷ, đây là sao vậy? Sao không có cửa truyền tống đến chi nhánh, Triệu Kính Chi rất kỳ quái hỏi, ha ha, chỉ cần mọi người tiến vào cửa truyền tống một lần nữa là sẽ hiểu, Dương Phong thuật lại những gì hệ thống vừa nói với mình, nói xong liền dẫn đầu đi vào cửa truyền tống để xem xét tình hình, sau khi Dương Phong đi vào cửa truyền tống, thứ đập vào mi mắt trước mắt hắn xuất hiện hai cửa truyền tống, mà bản thân hắn đang ở trong một không gian hư vô màu trắng, hệ thống, ngươi làm rất tốt, ý tưởng này rất hay, theo. Dương Phong thấy, sau này cửa hàng chắc chắn sẽ không chỉ dùng cửa truyền tống để đến hai nơi không thể nào mỗi khi đến một nơi lại xuất hiện một cửa truyền tống như vậy nếu như đến hai ba mươi nơi xuất hiện hai ba mươi cửa truyền tống vậy chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao hiện tại hệ thống làm như vậy rất tốt tập hợp tất cả lối ra của cửa truyền tống lại với nhau dùng chung một lối vào để trở về cửa hàng như vậy không chỉ tiết kiệm không gian mà còn thuận tiện khi sử dụng chờ đã dương Phong nghĩ đến đây đột nhiên phát hiện, sau khi mình đi vào, Triệu Kính Chi, Hổ Thiên Thiên bọn họ sao không đi theo vào, không thể nào, với tính cách tò mò của bọn họ, không lý nào lại không đi vào, Dương Phong lại một lần nữa rời khỏi không gian hư vô màu trắng này, trở về tầng 2 của cửa hàng, nhưng Dương Phong thấy ngoại trừ nhất hào đang bận rộn trong phòng bếp ra, Triệu Kính Chi và những người khác đều không ở tầng 2 của cửa hàng, điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Dương Phong lại một lần nữa đi vào cửa truyền tống, trực tiếp lựa chọn đi vào cửa truyền tống dẫn đến tầng 1 của cửa hàng. Khi hắn đến tầng 1 của cửa hàng, liền thấy mọi người đều ở đây. Lúc này Dương Phong rốt cuộc đã hiểu, trong cửa truyền tống có quy tắc không gian độc lập. Sau khi đi vào, mỗi người đều có một không gian độc lập riêng, sẽ không tập trung cùng một chỗ. Điều này giống với không gian của bí cảnh thí luyện và phòng trọng lực. Lúc này, Hổ Thiên Thiên và Hoang Hoang, Hồng Vân chạy về phía khu vực bí. Cảnh thí luyện, Triệu Kính Chi và Lý Tú Ngân đi về phía cửa lớn của cửa hàng, Dương Phong nhìn đồng hồ, hiện tại ở Thiên Thần Đại Lục là 8 giờ sáng, Dương Phong đi đến khu vực nghỉ ngơi, ngồi trên ghế sofa, tiến vào hệ thống để xem hai phần thưởng mà hắn nhận được lần này, một là bia công đức, hai là vật phẩm chưa biết, hắn muốn xem thử vật phẩm chưa biết là thứ gì, thần thần bí bí như vậy, sau khi tiến vào không gian hệ thống, Dương Phong nhìn thấy hai vật phẩm phần thưởng đang phát sáng, một cái đương nhiên là tấm bia đá khắc ba chữ bia công đức còn phần thưởng vật phẩm chưa biết kia là một cái rương báo mặc dù dương phong có chút bất mãn với việc hệ thống làm ra vẻ thần bí này nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi mong đợi vật phẩm chưa biết trong rương báo sẽ là thứ gì tuy nhiên dương phong không mở rương báo ra ngay lát nữa hắn phải đi thử vận may của mình với máy rút thưởng xem sao đã hiện tại dương phong rất mê tính chuyện này lát nữa sẽ đi chơi máy rút thưởng nếu như vận may tốt vậy thì hãy từ từ mở dù sao rương báo cũng không chảy mất được nếu như vận may với máy rút thưởng quá tệ vậy thì hắn có thể mở rương báo này ra thứ bên trong tuyệt đối không tồi đầu tiên dương phong kiểm tra bia công đức xem bia công đức này có công năng gì bia công đức có thể hấp thu tín ngưỡng của vạn vật để cung cấp công đức cho chủ nhân của bia dùng để tu luyện vật phẩm nhiệm vụ không thể bán dương phong nhìn thấy thông tin đơn giản này trong lòng nổi lên sóng to gió lớn thật hay giả vậy? Vậy mà có thể hấp thu tín ngưỡng của vạn vật để cung cấp công đức cho chủ nhân của bia, dùng để tu luyện, mẹ kiếp, thật là lợi hại, chủ nhân của bia công đức này là ai? Chính là bổn trưởng quỷ đây, chẳng phải điều này có nghĩa là, để cho vạn vật sinh linh tín ngưỡng bổn trưởng quỷ sao, sau đó bổn trưởng quỷ dựa vào bia công đức, hấp thu những tín ngưỡng công đức này, rồi dựa vào những công đức này để tu luyện, Dương Phong càng nghĩ càng kích động, hắn đã từng đọc không ít tiểu thuyết, trong đó có nói đến việc sử dụng lực lượng tín ngưỡng, lực lượng công đức để tu luyện, lợi hại biết bao nhiêu, hơn nữa, không phải ai cũng có thể sử dụng lực lượng tín ngưỡng, lực lượng công đức này để tu luyện, đây đều là đại ngộ mà chỉ thần tiên mới có, chẳng lẽ bổn trưởng quỷ sắp trở thành thần côn, không, thần tiên, để cho người ta thờ phụng, kính ngưỡng sao, Dương Phong quay đầu nhìn pho tượng của mình, lại nhìn bia công đức, hắn đã nhìn thấy pho tượng của mình được dựng lên ở khắp các không gian, các hành tinh, các đại lục, sau đó là sự thờ phụng và kính ngưỡng của mọi người, nghĩ đến những điều này, dương đại trưởng quỷ không thể ngồi yên được nữa, cũng không còn bình tĩnh nữa, hắn vội vàng hỏi hệ thống, có phải pho tượng và bi công đức của mình xuất hiện, bắt đầu để cho mình làm thần côn, không, thần tiên, để cho vạn vật sinh linh thờ phụng, kính ngưỡng hay không, sau đó hấp thu lực lượng tín ngưỡng, lực lượng công đức của bọn họ, dùng để tu luyện, ký chủ bi công đức này quả thật có thể hấp thu tín ngưỡng của vạn vật sau đó chuyển hóa thành công đức ký chủ có thể dựa vào những công đức này để tu luyện nhưng mà ký chủ ngươi phải biết muốn lợi dụng công đức để tu luyện nếu cảnh giới chưa đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ không được phép trước khi ngươi trở thành tiên nhân thì đừng nên lựa chọn lợi dụng những công đức này để tu luyện ký chủ ngươi còn cách bước này rất xa nhưng nếu ngươi muốn nhanh chóng trở thành tồn tại như vậy vậy thì hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi. Sau khi nghe hệ thống nói xong, tâm trạng phấn khích của Dương Phong lập tức bình tĩnh lại, hệ thống, nếu đã như vậy, ta cũng không vội, ta có rất nhiều thời gian, cũng không gấp gáp trong nhất thời, ta rất hài lòng với hiệu quả tăng cường thực lực của lục vị địa hoàng đan, không vội dùng công đức này để tu luyện, Dương Phong đứng dậy khỏi ghế sofa, cười ha hả nói với hệ thống, nhưng trong lòng thì đang mắng thầm, muốn dùng cách này để dụ ta chủ động đi làm nhiệm vụ, ngươi nằm mơ đi, hệ thống. Ngươi xấu xa lắm, Dương Phong đi tới quầy hàng, nhìn con cá chết đang tung tăng bơi lội trong bể cá, con cá chết này nhìn thấy Dương Phong đến, lập tức vẫy đuôi thật nhanh, miệng không ngừng thổi bong bóng, cứ như cúng con nhìn thấy chủ nhân của mình, vẫy đuôi lè lưỡi vậy, Dương Phong nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười ha hả, cá chết nhỏ, chỉ cần sau này ngươi có thể cá chết vượt vũ long môn, trở thành rồng thật sự, vậy ta sẽ thu ngươi làm ma sủng, để ngươi trở thành thanh long trong ngũ đại. Thần thú, Dương Phong cười nói, hắn đây cũng không phải là vẽ bánh cho cá chép nhỏ, nếu như cá chép nhỏ này đến lúc đó có thể thật sự cá chép vượt long môn, trở thành chân long, ta thật sẽ thu ngươi làm ma sủng, dù sao ta cũng phải thu thập đủ năm thần thú làm ma sủng, đến lúc đó ta cưỡi kỳ lân, bên trái đi theo bạch hổ, bên phải đi theo huyền vũ, thanh long cùng chu tước bay múa trên bầu trời, nghĩ đến hình ảnh như vậy, trái tim vừa mới bình ổn lại mênh mông kia lại bắt đầu nổi sóng mãnh liệt, quá. Đẹp trai, quá ngầu, quá đổi ngầu, hỏi trong vũ trụ, còn có ai có thể làm được? Còn có ai, cho dù lão nhi ngọc đế ngồi trên lăng tiêu điện kia cũng không có đãi ngộ như thế đâu, cá chép nhỏ nghe được Dương Phong nói, tự hồ nghe hiểu ý tứ Dương Phong, không ngừng nhảy nhót trong bể cá, Dương Phong nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, chờ mong hình ảnh trong đầu mình xuất hiện. Dương Phong trêu cá chép nhỏ một hồi, sau đó đi tới khu vực máy rút thưởng, trước kia, Dương Phong đứng trước máy rút thưởng, trên cơ bản đều là cầu thần bái Phật khắp nơi, phù hộ vận khí của mình, mà bây giờ, Dương Phong chỉ cầu mình rút trúng toàn bộ, cảm ơn đã chiếu cố, cứ như vậy, vận khí khác của ta tương đối sẽ tốt hơn rất nhiều, Dương Phong không nghĩ nhiều, trực tiếp ấn xuống 10 lần rút, cảm ơn Huệ Cố, nhất định phải cảm ơn Huệ Cố. Ngàn vạn lần phải cảm ơn Huệ Cố, Dương Phong nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm trong miệng, nếu như là chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần máy rút thưởng không phát ra tiếng chúc mừng, như vậy liền đại biểu 10 lần rút thưởng này của ta, đều là, cảm ơn đã tham gia, một lát sau, trên máy rút thưởng không phát ra tiếng vang, Dương Phong cho rằng không trúng thưởng, chuẩn bị muốn sau một cái, EA, tiếng máy rút thưởng chúc mừng trúng thưởng vang lên, chúc mừng ngươi, khi Dương Phong nghe được ba chữ này, khóe mắt đang nhắm hờ đột nhiên giật. Giật, khóe miệng cũng không tự chủ được co rúng lại hiện tại dương phong gặp phải hai lựa chọn đầu tiên là cầu xin trúng giải thưởng lớn nếu đã trúng thưởng vậy thì hãy cho ta một giải thưởng lớn đi ví dụ như giải thưởng nhỏ thần bí hoặc giải thưởng lớn thần bí để cho ta rút ra một thẻ vô địch hoặc là thẻ vương vô địch cứ như vậy ít nhất ta có thể tung hoành một lần nữa mà đối với phần thưởng không biết kia ngày mai ta lại mở ra dù sao cũng không có thời hạn cũng sẽ không biến mất càng sẽ không biến chất. Một lựa chọn khác là, chỉ cần không trúng giải an ủi, trúng giải thưởng khác đều có thể, trước tiên phải bảo đảm không lỗ. Thế nhưng, sau khi Dương Phong nghe được âm thanh phía sau, thần sắc đột nhiên sa sầm xuống, chúc mừng ngươi, trúc trúng giải thưởng an ủi, tức chết mất, nên trúng không trúng, không nên trúng lại trúng, nhưng thất vọng thì thất vọng, bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, nhưng phần thưởng thao tác vẫn phải lấy, Dương Phong cúi xuống đưa tay vào trong hốc tối, lấy phần. Thưởng An ủi ra, nhìn một đồng nguyên tệ trong lòng bàn tay, trong lòng Dương Phong có cả vạn con ngựa thần gào thét mà qua, Dương Phong thu nguyên tệ vào không gian, mắt không thấy tâm không phiền, đi ra khỏi khu vực máy rút thưởng, Dương Phong không có ý định mở phần thưởng không biết kia ra, hôm nay vận khí không tốt, không nên mở phần thưởng, Dương Phong hiện tại bắt đầu mê tín phàm là chuyện bất lợi cho mình, đều tận lực ít chạm vào. Đặc biệt hiện tại đã không có thể vương vô địch, hắn càng. Phải cẩn thận hơn, thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, hắn có một loại cảm giác, có lẽ không lâu nữa, thiên thần đại lục này sẽ lại không yên ổn, ta vẫn là an tâm ở trong lĩnh vực vô địch, không có việc gì tuyệt đối không đi ra ngoài, Dương Phong vừa nghĩ, vừa đi về phía cửa chính cửa hàng, hắn muốn hỏi Xuân Vũ các nàng, ở có quen không, khi hắn xuất hiện ở ngoài cửa tiệm, kinh ngạc phát hiện, người ở thiên ba hồ hôm nay rất nhiều, gần như lấp đầy cả thiên ba hồ lần này dương phong có chút ngoài ý muốn chẳng phải ta đã nói hôm nay không buôn bán sao tại sao còn có nhiều người đến như vậy chẳng lẽ trong đó có gì kỳ quặc dương phong nhìn đám người đông nghiệp tự hồ đang thảo luận chuyện gì đó từng người nước miếng văn tung tóe dương phong vừa định nghe bọn họ đang nói gì vương bàn tử liền từ trong đám người đi tới chỗ hắn vương bàn tử chạy chậm vài bước đến trước mặt dương phong trước tiên hành lễ với dương phong sau đó mới cười nói dương chưởng quỷ ngài dậy sớm như vậy sao khi mọi người phát hiện dương phong đứng ở cửa tiệm tất cả đều ngừng nói chuyện vốn là một khung cảnh ồn ào náo nhiệt trở nên yên tĩnh như tờ dương phong đối với loại chuyện này đã thấy nhiều không trách lần đầu tiên lần thứ hai có lẽ có chút buồn cười thế nhưng số lần nhiều cũng liền nhạt dần rồi chết lặng bọn họ muốn làm gì thì làm bổn chưởng quỷ không phải đã nói rồi sao hôm nay nâng cấp chức năng thẻ hội viên không buôn bán các ngươi hôm nay sao lại tụ tập ở đây nhiều người? Như vậy, trước kia khi cửa hàng không buôn bán, có người cũng tụ tập ở Thiên Ba Hồ, nhưng khi đó nhiều nhất cũng chỉ có vài chục, hơn trăm người, nhưng hôm nay đông nghiệp này, bất kể là nhân tộc hay ma thú trên mặt đất, cộng thêm nhân tộc và ma thú đứng trong hư không, đông nghiệp, so với lúc bình thường buôn bán còn nhiều hơn, điều này làm cho Dương Phong cảm thấy vô cùng kỳ quái, Dương trưởng quỷ, là như vậy, chúng ta phát hiện linh khí này không giống trước kia, lúc tu luyện cảm thấy sự bán công bội nhưng mà nồng độ linh khí này lại không thay đổi chúng ta không biết đây là chuyện gì nên muốn đến đây hỏi ngài một chút vương bàn tử có chút khẩn trương mỗi lần đến hỏi vấn đề hắn đều khẩn trương muốn chết không có giống như vẻ ngoài thông dong như vậy bởi vì hắn từ trên người dương phong cảm nhận được một loại khí tức vô cùng uy nghiêm theo tu vi của hắn càng sâu loại khí tức này càng ngày càng rõ ràng tất cả những điều này đều là vì theo cấp bậc cửa hàng tăng lên uy nghiêm trên người dương phong cũng sẽ càng ngày càng mạnh điểm này dương phong không cảm giác được hắn cảm thấy mình ngoại trừ cảnh giới bản thân tăng lên còn lại vẫn như trước kia vẫn lười biếng như vậy vẫn sợ chết như vậy vẫn đẹp trai như vậy vẫn phong lưu phóng khoáng như vậy vẫn quy vũ bá khí như vậy vẫn ặt hóa ra là như vậy dương phong cảm nhận một chút hiện tại ngũ hành linh khí đã khuếch tán đến toàn bộ lĩnh vực vô địch ngũ hành linh khí này khuếch tán cũng thật nhanh, mới một đêm, vậy mà. Đã thay thế linh khí trong lĩnh vực vô địch rồi, Dương Phong có chút kinh ngạc đối với tốc độ khuếch tán của linh khí kia, bất quá, cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng nằm trong tình lý, đồ chơi hệ thống làm ra, quả nhiên không thể nhìn bằng ánh mắt bình thường, hiện tại linh khí xung quanh cửa hàng, đã bị bổn trưởng quỷ cải tạo thành linh khí cao cấp hơn, cho nên các ngươi cảm thấy lúc tu luyện sẽ làm ít công to, Dương Phong cười nói, nói với những người này cái gì mà ngũ hành linh khí bọn họ tuyệt đối nghe không hiểu còn không bằng đơn giản thô bạo như vậy hơn nữa dương phong cũng không nói sai ngũ hành linh khí này xác thực cao cấp hơn linh khí nguyên bản về phần cao hơn bao nhiêu cấp bậc vậy hắn cũng không biết cải tạo thành linh khí cao cấp hơn vương bàn tử nghe mà ngây người linh khí này vậy mà còn có thể cải tạo còn có chuyện thần kỳ như vậy sao một vài người và ma thú nghe được lời này của dương phong khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, cũng có một số người và ma thú, trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa từng nghĩ tới linh khí còn có thể cải tạo, dương trưởng quỷ thật lợi hại, vậy mà có thể cải tạo linh khí, ha ha, dương trưởng quỷ lợi hại không thể nghi ngờ, cải tạo một chút linh khí nhỏ nhoi, đối với hắn mà nói đó là chuyện nhỏ, hắc hắc, các ngươi nói xem hiện tại chỉ có linh khí gần thiên phong thành. Chúng ta mới như vậy, các ngươi nói xem người ở những thành khác biết được, có phải sẽ nhảy dựng lên không, có nhảy dựng lên hay khắng không biết, nhưng ta biết, giá đất của Thiên Phong Thành chúng ta lại phải tăng lên gấp mấy lần rồi, những người khác nghe được lời này của Dương Phong, sau khi khiếp sợ, cũng nhao nhao thảo luận. Dương trưởng quỷ, ngài có thể nói cho chúng ta biết, linh khí cao cấp hơn này, ngoài việc tăng tốc độ tu luyện, còn có thể làm gì nữa không? Vương Bàn Tử sau khi khiếp sợ, tiếp tục hỏi, còn có thể làm gì nữa, để ta nghĩ xem còn có thể bố trí trận pháp cao cấp hơn luyện chế đan dược cao cấp hơn khắc họa phù lục cao cấp hơn chế tạo vũ khí trang bị cao cấp hơn dương phong bắt đầu nói ra từng cái chỗ tốt nghe đến mức mọi người đều há to miệng cuối cùng dương phong chuyển giọng bất quá những thứ này đều không phải trọng điểm a à, những thứ này còn không phải trọng điểm mọi người nghe đến đó cảm thấy sự việc không bình thường nếu như những thứ này còn không phải trọng điểm vậy cái gì mới là trọng điểm dương Dương trưởng quỷ, nếu như ngay cả những thứ này cũng không phải trọng điểm, vậy, vậy trọng điểm là gì? Vương bàn tử nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắt, bởi vì hắn từ ánh mắt của Dương Phong nhìn ra được sự trêu chọc, chỉ có khi trêu chọc bọn họ, hoặc là khi có tin tức. Trọng đại hơn muốn nói ra, Dương Phong mới lộ ra ánh mắt trêu chọc như vậy, với tình huống hiện tại, trêu chọc bọn họ chắc chắn không phải, vậy thì chỉ có thể là tin tức trọng đại hơn, hắc hắc, bàn tử, người muốn trường sinh bất lão không? Dương Phong không trả lời câu hỏi của Vương Bàn Tử, mà hỏi ngược lại Vương Bàn Tử một câu, Vương Bàn Tử sững sờ, không biết tại sao Dương Trưởng Quỷ lại hỏi vấn đề này, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trả lời, ờ, Dương Trưởng Quỷ, ai mà chẳng muốn trường. Sinh bất lão, mọi người đều muốn trường sinh bất lão đúng không, không chỉ Vương Bàn Tử, tất cả mọi người ở Thiên Ba Hồ đều nghĩ như vậy, ai mà không muốn trường sinh bất lão, cho dù là bách tính bình dân thấp hèn, hay là những tu luyện giả có võ lực cao cường, bọn họ đều muốn trường sinh bất lão. Đặc biệt là những tu luyện giả này, bọn họ liều mạng tu luyện, một là muốn sống tốt hơn, hai là muốn sống lâu hơn. ừ, vậy thì đúng rồi. Linh khí mà bổn trưởng quỷ cải tạo này gọi là ngũ hành linh khí, có ngũ hành linh khí này sẽ có cơ hội tu luyện công pháp trường sinh bất lão, thành tiên thành thần. Dương Phong ném ra một quả bom nặng ký, nổ đến mức tất cả mọi người đều tê dại da đầu. a à, ở đây bất kể là nhân tộc hay là ma thú, đều há to miệng, Tây Du Ký đã được lưu truyền ở Thiên Phong Thành, đại đa số người ở Thiên Phong Thành đều nghe nói qua, mặc dù có người cố ý áp chế sự truyền bá của Tây Du Ký, thế nhưng, đối với những người có thế lực, cơ bản đều biết câu chuyện này, nhưng có người coi. Nó là chuyện kể, có người coi nó là chuyện ký, nhưng Dương Phong hiện tại nói ra những lời trường sinh bất lão, thành tiên thành thần, tất cả mọi người đều liên tưởng đến thần tiên trong Tây Du Ký, ha ha, còn nữa, người lần trước trúng giải thưởng đại lễ bao may mắn siêu cấp, nhanh chóng đến tìm bổn trưởng quỷ, phần thưởng của ngươi có liên quan đến những gì bổn trưởng quỷ vừa nói, Dương Phong cũng muốn biết là ai trúng giải thưởng đại lễ bao may mắn siêu cấp, nếu như không có Dương Phong hỗ trợ. Linh căn kia cũng vô dụng, quanh. Lời này của Dương Phong vừa nói ra, toàn bộ hiện trường liền không khống chế được nữa, tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, bởi vì bọn họ cũng biết phần thưởng này tuyệt đối có liên quan đến trường sinh bất lão thành tiên thành thần một số người bắt đầu hối hận một số người bắt đầu hâm mộ một số người bắt đầu ghen tỵ nhưng mà đối tượng mà bọn họ muốn hâm mộ ghen tỵ lại không có người trúng giải thưởng đại lễ bao may mắn siêu cấp này từ đầu đến cuối đều không lộ diện lúc dương phong nói ra lời này lập tức dùng thần thức bao phủ toàn bộ thiên ba hồ Quan sát biến hóa tâm lý và biểu cảm trên mặt của mỗi người, Dương Phong nói lời này, chính là muốn khiến cho người Trúng giải thưởng đại lễ bao may mắn kia dao động tâm lý, chỉ cần hắn có dao động tâm lý, ta liền có thể phát hiện, trừ phi hắn không ở Thiên Ba hồ này, vậy ta cũng không có cách nào, chỉ cần hắn ở đây, bất kể hắn là ai, tố chất tâm lý có cao siêu đến đâu, nghe được những quả bom nặng ký này, trong lòng tuyệt đối sẽ nổi lên một. Ti gần sống, quả nhiên dương phong cảm nhận được tâm lý của một người dao động rất lớn nếu như không phải những người xung quanh đều bị những tin tức này làm cho chấn kinh đến mức không chú ý tới người này đừng nói là dương phong cho dù là ai cũng có thể phát hiện ra người này không thích hợp bởi vì trên mặt người này lộ ra không phải là kinh ngạc mà là cuồng hỷ hóa ra là ngươi ha ha dương phong biết người này trúng giải thưởng đại lễ bao may mắn siêu cấp trong lòng cười lớn không ngờ người này vậy mà có thể nhịn đến bây giờ còn chưa đến tìm mình điều này rất không phù hợp với tính cách của người này a à, lúc này dương phong nhìn thấy bốn nàng tiên cá và tiểu tứ tiểu lan ngụy đình đình các nàng ở cùng một chỗ liền thay đổi chủ ý quay sang xuân vũ các nàng hô xuân vũ hạ liễu thu nguyệt đông tuyết tiểu tứ tiểu lan rất nhanh ngoài sáu người dương phong gọi ra hổ tú tú ngụy đình đình ngụy thư di triệu nhã chi triệu nhã phương các nàng cũng đi theo chào Dương. Chưởng quỷ, mọi người đều chào hỏi Dương Phong, Dương trưởng quỷ, ngài có gì phân phó? Tiểu Lan hành lễ với Dương Phong, cung kính trả lời, Tiểu Lan các nàng cho rằng, Dương Phong gọi các nàng tới là có chuyện muốn phân phó cho các nàng làm, ừm, buổi tối mọi người đều đến đây dùng bữa, tự mình mở một phân hiệu, chuyện tốt như vậy nên ăn mừng, Trần Thị Phi cũng thoát khỏi hiểm nguy, càng nên ăn mừng, Tiểu Lan, Tiểu Tứ và Xuân Vũ đều là do ta mang đến, lẽ ra nên cùng nhau ăn mừng, cũng giới thiệu Trần Thị Phi cho các nàng quen biết. Tiểu tứ nghe Dương Phong gọi bọn họ đến là cùng nhau. Dùng bữa, suýt chút nữa đã hạnh phúc đến ngất đi, hắn đã sớm nghe hổ thiên thiên hổ hoang hoang kể qua, món ăn nhất hào đại lão làm thơm ngon đến nhường nào, vừa miệng đến nhường nào, hiện tại rốt cuộc có cơ hội được biết, hơn nữa càng cảm thấy vinh hạnh, Dương trưởng quỷ thế mà lại mời hắn cùng dùng bữa, vâng, Dương trưởng quỷ. Tiểu Lan và Xuân Vũ các nàng vội vàng đáp ứng, có thể cùng dùng bữa với dương trưởng quỷ, đây là chuyện may mắn của các nàng. Khi Ngụy Đình Đình mấy người nghe được lời dương. Phong nói, trong mắt liền lộ ra một chút hâm mộ, dương Phong thấy tình huống này, liền lên tiếng mời, mấy nhà đầu các ngươi cũng cùng đến đi, dương trưởng quỷ vạn tuế. Ngụy Đình Đình, Ngụy Thục Di, tỷ muội song sinh, hổ tú tú đều nhảy dựng lên, hưng phấn nhảy nhót, ôi, ghen tị quá, nói nhảm, mà không ghen tị. Ta cũng ghen tị muốn nổ tung rồi, hai, khi nào dương trưởng quỷ cũng có thể cho ta đến cửa tiệm dùng bữa một lần, tốt biết mấy, ta thấy, ngươi vẫn là nằm mơ còn dễ hơn, người và ma thú tận mắt chứng kiến tất cả những điều này đều lộ ra thần sắc hâm mộ và ngữ khí chua lòng, có thể ăn được món ăn nhất hào đại lão làm, là chuyện bọn họ tha Akepo Mugen bỏ Ako Di ước mơ, cho dù là hạ đến thứ dân bá tánh, hay là thượng đến hoàng thất thiên tông, không một ai không muốn thử qua, hơn nữa, có. Thể được dương trưởng quỷ mời, bản thân chuyện này cũng là một loại vinh quang, một loại khẳng định, một loại vốn liếng để khoe khoang, ở một nơi khác của thiên ba hồ, tần chấn nghe nói đại lễ bao may mắn có liên quan đến trường sinh bất lão, thành tiên thành thần, liền không bình tĩnh, cho đến bây giờ, người trúng đại lễ bao may mắn này, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, cũng không có một chút tin tức nào lộ ra. Điều này khiến tất cả thế lực đỉnh cấp có chút đứng ngồi không yên, tuy rằng bọn họ không thể làm gì người này, nhưng vẫn có thể lôi kéo, về phần chèn ép, hừ, cho bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám, cho nên những người này chỉ có thể hạ lệnh tìm ra người này, tận lực lôi kéo, ít nhất cũng phải kết giao với đối phương, nếu có thể, tốt nhất là có thể hợp tác một phen trên phương diện lợi ích, trở thành đồng bọn cùng chung chí hướng, từ giờ trở đi bộ phận tình báo chọn ra một số người đi điều tra xem ai trúng giải thưởng siêu cấp thần bí người nào ra được sẽ được trọng thưởng về cơ bản những thế lực có máu mặt có thực lực đều liền liền dặn dò người bên cạnh trong nhất thời mấy ngày kế tiếp bộ phận tình báo của các đại thế lực đều lập tức vận hành nhưng mà điều khiến bọn họ thất vọng là qua một thời gian dài vẫn không có một chút tin tức nào vào lúc bọn họ thất vọng nhất người trúng giải thưởng đại lễ bao may mắn này lại dùng một tư thái khác, xuất hiện trước mặt bọn họ, lão Triệu, làm nhiều món ăn một chút. Dương Phong hướng về phía Triệu Kính Chi. Đang hái rau dưới ruộng hô lên, hôm nay người dùng bữa sẽ rất nhiều, phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn một chút, bằng không đến lúc đó không đủ ăn, vậy thì quá xấu hổ, vâng, trưởng quỷ, Triệu Kính Chi gật đầu đáp ứng, Dương Phong nói xong. Liền xoay người đi vào trong cửa tiệm, sư đệ, sư muội đang hái rau à hướng vấn thiên và tần minh đến bên cạnh triệu kính chi và lý tú ngưng đang hái rau biết rõ còn cố hỏi triệu kính chi nhìn hướng vấn thiên vẻ mặt có chuyện muốn hỏi cười khổ lắc đầu vị sư huynh của mình này chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay liền đến chỗ mình nghe ngóng tin tức tuy rằng mình cũng đã từ chối khéo mấy lần nhưng không có tác dụng gì những gì bọn họ muốn nghe ngóng vẫn sẽ đến nghe ngóng triệu kính chi cũng rất bất đắc dĩ nhưng hắn sẽ không vòng vo tam quốc như hướng vấn thiên, trực tiếp trả lời, sư huynh, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng. Hướng vấn thiên cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì bị nói toạc tâm tư, mà là tùy tiện hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi, sư đệ sư muội. Về ngũ hành linh khí mà Dương trưởng quỷ nói, hai người hiểu biết được bao nhiêu? Có thể nói cho ta nghe một chút không? Lúc Hướng vấn thiên nói lời này, căn bản không có ý giấu giếm mọi người, cũng không có bố trí kết giới cách âm gì bởi vì hắn biết trong lòng tất cả mọi người ở đây đều muốn hỏi câu này, tất cả mọi người đều muốn biết thêm tin tức, nhưng bọn họ cũng không tiện, cũng không có can đảm đến chỗ Dương Phong hỏi thăm thêm tin tức, hiện tại hướng vấn thiên hỏi triệu kính chi những chuyện bọn họ muốn tìm hiểu, mọi người đều im lặng, nín thở, vểnh tai lắng nghe, sợ bỏ. Lỡ một chữ, cô, ngươi nói là chuyện này, trưởng quỷ không phải đã nói rồi sao, có cơ hội tu luyện công pháp trường sinh bất lão kia, Triệu Kính Chi vẻ mặt tươi cười, buồn cười nhìn hướng Vấn Thiên cùng Tần Minh, nói đùa. Hắn biết một số chuyện trong này, hiện tại có thể nói là không cần phải giấu giếm, nhưng cũng không thể nói quá rõ ràng, mình chỉ có thể điểm đến là dừng, còn có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của mỗi người, sư đệ, chuyện này, hướng Vấn Thiên có chút bất đắc dĩ, vị sư đệ này so với trước kia không hay nói cười, sao làm nhân viên cửa tiệm rồi, còn thích nói đùa nữa chứ, chúng ta đến đây nhất định là muốn hỏi chuyện cụ thể hơn, những lời vừa rồi dương trưởng quỷ đã nói rồi, cần gì đệ. Để... Phải nhắc lại một lần nữa, sư huynh, nói với huynh như vậy. Triệu kính chi nhìn vẻ mặt này của hướng vấn thiên, cũng không có ý định nói đùa nữa, nói cho bọn họ biết một số chuyện có thể nói, ngũ hành linh khí là nền tảng, sau khi có ngũ hành linh khí này, hết thảy đều có thể, hoa cỏ cây cối thành yêu, ma thú hóa hình, đều trở nên đơn giản, chỉ cần có thiên phú, có thể tu luyện mãi cho đến khi bất tử bất diệt, bất tử bất diệt, khi hướng vấn thiên và Tần Minh nghe được bốn chữ này, trực tiếp hít một hơi khí lạnh, hí. Bọn họ không dám tin, không chỉ trường sinh bất lão đơn giản như vậy, mà còn là bất tử bất diệt, trường sinh bất lão, tuổi thọ của ngươi có thể sống rất dài rất dài, thậm chí đạt đến cảnh giới bất lão, nhưng ngươi không thể thoát khỏi một số quy tắc của thiên địa, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi phải chết bởi vì ngươi là trường sinh chứ không phải vĩnh sinh hơn nữa người khác đâm ngươi một đao chém ngươi một kiếm ngươi cũng sẽ chết nhưng bất tử bất diệt thì không giống không chỉ sinh mệnh vĩnh hằng hơn nữa còn đạt đến một cảnh giới một cảnh giới có thể bằng một ý niệm khiến vạn vật sinh ra linh trí cũng có thể bằng một ý niệm khiến vạn vật tịch diệt những người có thể hiểu được hai từ này đều chìm vào trong sự chấn động sâu sắc có ngũ hành linh khí này bọn họ không chỉ có thể tu luyện đến trường sinh bất lão thậm chí còn có thể đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt làm sao điều này không khiến bọn họ chấn động chứ chỉ cần mình đạt đến trường sinh bất lão vậy chẳng phải là trở thành thần linh sao vậy nếu mình đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt sẽ là dạng gì chủ tể thiên đạo lý tú ngưng nhìn mọi người chìm vào trong chấn động cũng tung ra một tin tức càng khiến bọn họ chấn động hơn hiện tại chúng ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết nhiều như vậy còn có một chuyện linh khí trong câu chuyện tây du ký cũng là ngũ hành linh khí phần lớn mọi người ở đây đều đã từng nghe qua câu chuyện tây du ký khi nghe được lời này của lý tú ngưng trong đầu bọn họ đều vang lên một tiếng lỗ ầm ầm đúng vậy những vị thần tiên trong tây du ký kia chẳng phải đều là tồn tại bất tử bất diệt sao có lẽ không lâu nữa người chết cũng không còn hồn phi phách tán nữa triệu kính chi cũng tiếp tục nói triệu huynh đệ lời này của đệ là có ý gì tần minh vẫn chưa hoàn hồn ngây ngốc hỏi ra câu hỏi này ha ha sau này các ngươi sẽ biết không thể nói nữa không thể nói nữa triệu kính chi cười lắc đầu tỏ vẻ mình sẽ không nói nữa những gì có thể nói đều đã nói rồi sư huynh sở vương không lâu nữa các ngươi sẽ tự mình biết được cuối cùng triệu kính chi và lý tú ngưng cúi người xuống hái rau xanh hái rau xong bọn họ còn phải đến thiên ba hồ bắt một ít tôm hùm mà lúc này tần minh rốt cuộc cũng hoàng hồn hắn khẽ nói ra hai chữ địa phủ nói xong cả người liền đứng ngay ra đó rất lâu không thể động đậy không chỉ có mình hắn mà đại đa số mọi người đều há hốc mồm ngây như phỏng triệu gia gia triệu nải nải chúng con đến giúp người mà lúc này ngụy đình đình bọn họ chạy về phía này đến giúp đỡ cùng nhau hái rau trên không trung ám dạ sâm lâm một chiếc phi thuyền đang bay nhanh, ta nói lão Bạch, có phải trong lòng ngươi đang rất kích động không? Huyền phi nhìn Tiểu Bạch ngồi rất bình tĩnh, hai mắt khép hờ, như lão tăng nhập định, căn bản không có chút nào vội vàng muốn gặp lại người thương cũ. Huyền phi không tin, lòng Tiểu Bạch lúc này sẽ bình tĩnh như bề ngoài, trong lòng nhất định là vô cùng căng thẳng, kích động. Hận không thể lập tức gặp được. Người thương cũ, ông vào lòng cắn cho hai cái, Tiểu Bạch nghe vậy, mí mắt động đậy cũng không nói gì, nói thật, trong lòng Tiểu Bạch đúng là có một chút hưng phấn, chỉ là một chút mà thôi, nhưng cùng với một chút hưng phấn đó, còn có một chút mong chờ, một chút khẩn trương, một chút vội vàng, quan trọng nhất là còn có một chút sợ hãi không hiểu ra sao, hắn cũng không biết vì sao mình lại sinh ra những cảm xúc phức tạp này, lần trước hắn đến cũng không có nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, nhưng lần này là vì sao, hắn sẽ không biểu lộ những cảm xúc này ra để cho tên Huyền Phi này phát hiện nếu không, tai hắn sẽ không được yên tĩnh, hơn nữa hình tượng cao lớn, khí chất lạnh lùng của hắn có lẽ cũng sẽ bị phá hủy. Tên này tuyệt đối sẽ đem chuyện của hắn, tuyên dương cho mọi người đều biết, hơn nữa còn là thêm mắm thêm muối, hắn nghĩ mãi không ra, một tên quy tộc bình thường lười biến đến cực điểm, sao lại thích buôn chuyện như vậy, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào, chẳng lẽ là do hấp thu huyết dịch huyền minh vương xà, nhưng cũng không giống, tiểu lang rất yên tĩnh, tuy có chút ngây thơ, có chút ngốc nghếch nhưng ít ra nàng không thích buông chuyện chẳng lẽ ghen của tên này bị đột biến tiểu bạch đang suy nghĩ lung tung như vậy mới có thể làm mờ đi hình bóng tử điện thiên ma thố trong đầu một chút nếu không sẽ xuất hiện bài hát mà chủ nhân thường ngâm nga trong miệng đầu óc toàn là ngươi trong lòng toàn là ngươi tình yêu bé nhỏ trong thành lớn thật ngọt ngào nhớ nhung toàn là ngươi tất cả đều là ngươi lúc tiểu bạch nghĩ đến đây khóe miệng khẽ nhếch lên mà cái nhếch miệng này bị huyền phi nhìn thấy rất rõ ràng, chết tiệt, lão bạch, ngươi cười, ngươi vậy mà lại cười, hơn nữa, nụ cười của. Ngươi thật dâm đảng, huyền phi nhảy dựng lên, chỉ vào tiểu bạch kêu to không thể tin được, ánh mắt đó, vẻ mặt đó, đều tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lão bạch luôn luôn cao lãnh vậy mà lại lộ ra loại nụ cười dâm đảng này, thật sự là quá khó tưởng tượng, cút, tiểu bạch giống như bị dẫm phải đuôi, lập tức mở mắt ra nhảy dựng lên liếc mắt nhìn huyền phi một cái tên này đúng là muốn ăn đòn trong đầu không biết đang nghĩ cái gì tiểu bạch vẫn có chút chột dạ bởi vì hắn cũng không chắc vừa rồi mình có lộ ra biểu tình gì không hiểu hay không cho dù có cũng kiên quyết không thể thừa nhận nếu không thanh danh của hắn cũng sẽ bị hủy hoại ha ha lão bạch ngươi nóng nảy rồi nóng nảy rồi ôi chao ôi chao có phải chột dạ rồi không cũng đúng chỉ có người chột dạ mới chó cùng rứt dậu, à không, là hổ cùng rứt dậu, nói xem, ngươi vừa rồi đang nghĩ cái gì, mới có thể lộ ra nụ cười dâm đảng kia, ha ha. Huyền Phi vừa cười to, vừa khoát vai Tiểu Bạch, nhướng mày với Tiểu Bạch, đôi mắt đậu xanh nhỏ còn lộ ra vẻ dâm đảng, Tiểu Bạch thật sự không muốn nhìn hắn, hất tay Huyền Phi ra, đi đến bên cửa sổ xem phi thuyền có phải sắp đến nơi chưa, ám dạ xâm lâm, nơi hoàng cung nguyên thú, đã dựng lên một căn nhà đơn giản làm bằng gỗ thú hoàng đại nhân có phải chúng ta nên khởi hành đi đông đại lục rồi không một vị trưởng lão của thú hoàng cung ám dạ xâm lâm nói với thú hoàng tử điện thiên ma thố hiện tại ám dạ xâm lâm đã khôi phục lại sự yên bình việc xử lý hậu quả cũng đã hoàn thành người mà nho phong thiên tông và đại tề đế quốc phái đến điều tra cũng không đi sâu vào thú hoàng cung mà dưới sự an ủi của tử điện thiên ma thố và mấy vị trưởng lão những nơi bị hắc đế phá hoại cảm xúc của đám ma thú cũng dần dần bình ổn lại ám dạ xâm lâm cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại sức sống như trước kia trong hai ngày nay mấy vị trưởng lão kia đều thúc giục thú hoàng của bọn họ đi đến thiên tần đế quốc ở đông đại lục tìm kiếm tiểu bạch đại nhân chỉ cần thú hoàng của bọn họ và tiểu bạch đại nhân có thể ở bên nhau vậy ám dạ xâm lâm của bọn họ sẽ phát đạt nhị trưởng lão không cần phải vội vàng như vậy đợi sau khi mọi chuyện đi vào quỹ đạo chúng ta lại đi đông đại lục cũng không muộn tử điện thiên ma thố lắc đầu kỳ thật trong lòng nàng rất muốn hiện tại đi qua thế nhưng trong lòng nàng có rất nhiều suy nghĩ đang dây dưa kích động hưng phấn chờ mong khẩn trương sợ hãi không biết làm sao đang vào một chỗ để nàng chậm chạp không đi đông đại lục thú hoàng đại nhân ngươi mau nhìn ngươi mau nhìn lúc này vũ kiêu chỉ điểm đen càng ngày càng gần trên bầu trời hưng phấn hô to tử điện thiên ma thố cảm giác được cái gì mặt mũi tràn đầy kích động quay đầu nhìn điểm đen đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi này, là phi thuyền, mấy vị trưởng lão nhìn thấy điểm đen này, đều kích động hẳn lên, phi thuyền này chính là vật sở hữu của dương trưởng quỷ, chủ nhân của tiểu bạch đại nhân. Hiện tại, lại một lần nữa nhìn thấy phi thuyền này, chẳng lẽ là tiểu bạch đại nhân tới đón thú hoàng của bọn họ, không chỉ mấy vị trưởng lão bọn họ nghĩ như vậy, mà tất cả ma thú biết chuyện đều nghĩ như vậy, là ngươi tới đón ta sao, tử điện thiên ma thố nhìn thấy phi thuyền trong lòng nảy ra ý nghĩ đầu tiên khi phi thuyền dừng ở trên không trung tất cả ma thú đều tràn đầy mong đợi mong chờ từ bên trong cửa khoang kia sẽ thấy được bóng dáng quen thuộc của bọn họ bước ra nhưng mà người đầu tiên bước ra khỏi cửa khoang bọn họ lại không quen biết gã kia cổng mai rùa trận tròn hai mắt nhỏ như hạt đậu xanh là ma thú thiên cảnh thuộc quy tộc tử điện thiên ma thố nhìn thấy người đầu tiên đi ra không phải là hắn trong tưởng tượng của nàng, trong lòng dâng lên một tia thất vọng, nhưng mà ngay sau đó, lời nói của tên ma thú thiên cảnh thuộc quy tộc kia, khiến nàng đỏ bừng mặt, mẹ kiếp, lão bạch, ngươi sao lại trở nên yểu điệu như vậy, mau ra đây, để ta xem thử lão tình nhân của ngươi có. Tốt như lời ngươi nói không, có mê hoặc ngươi đến thần hồn điên đảo hay không, huyền phi nói bậy bạ với tiểu bạch còn đang ở bên trong khoang thuyền, chưa đi ra, mẹ nó, tiểu bạch nghe huyền phi nói hô nói vượng, thiếu chút nữa học máu mồm, ngất xỉu tại chỗ, tên này trước mặt ta nói đùa cũng coi như xong, vậy mà lại trước mặt mọi người, hơn nữa còn trước mặt tiểu tử nói năng bậy bạ không kiên nể gì, chẳng phải là muốn bôi nhỏ thanh danh của ta sao, lão quy, ngươi đừng có nói hưu nói vượng, tiểu bạch. Từ trong phi thuyền đi ra, hung dữ nói với huyền phi, nhưng mà, ánh mắt hung dữ của hắn, thật sự không có tác dụng gì với huyền phi, huyền phi trực tiếp lờ hắn đi, nhưng mà, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó miệng ngậm lại hai con mắt nhỏ màu xanh lục lộ ra ánh sáng ta hiểu ta minh bạch nhìn thấy ánh mắt này của huyền phi tiểu bạch sờ không được đầu não không biết tên này lại muốn làm trò gì ái chà chà bạch gia tha mạng tiểu đệ lỡ lời ý của tiểu đệ là đại tẩu ở đâu tiểu đệ hiện tại qua đó dập đầu cho nàng một cái huyền phi làm ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi bất quá ai cũng có thể nhìn ra tên này đang giả vờ, mà Tiểu Bạch nhìn càng rõ ràng hơn, ánh mắt cười hiếp mắt kia, vẻ mặt, diễn xuất của ta có phải rất xuất sắc không, khiến Tiểu Bạch tức giận đến mức muốn cho hắn một quyền vào mắt đậu xanh, tử điện thiên ma thố nghe được lời này của Huyền Phi, lại là một loại cảm giác khác, trong lòng có chút vui mừng, có chút bàn hoàng, lại có chút mong đợi, mẹ kiếp, tiểu tử ngươi càng. Ngày càng được nước lớn tới phải không, huyền phi nhìn thấy vẻ mặt tiểu bạch không giống như đang nói đùa chẳng lẽ mình hiểu lầm rồi tiểu bạch không phải muốn đóng vai đại ca sao chẳng lẽ ta hiểu lầm rồi huyền phi sờ sờ đầu với sự thông minh của mình không thể nào hiểu lầm được tiểu bạch không để ý tới huyền phi nữa lập tức từ trên không trung đáp xuống trước mặt tử điện thiên ma thố nhìn tử điện thiên ma thố quan tâm hỏi tiểu tử chuyện bên này của các ngươi xử lý xong chưa tử điện thiên ma thố trong lòng cảm thấy ấm áp khi Tiểu Bạch từ cửa khoang đi ra, trong lòng nàng không hiểu sao lại kích động, hiện tại nhìn Tiểu Bạch đứng trước mặt mình, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy căng thẳng, hắc, Tiểu Bạch đã, đều gần xong rồi, qua mấy ngày nữa, hết thảy sẽ khôi phục bình thường, tử điện thiên ma thố hơi cúi đầu, cũng không dám nhìn Tiểu Bạch, thanh âm cũng rất nhỏ, nói khẽ, vậy thì tốt rồi, đúng rồi, tên hắc đế kia đã bị ta giết, coi như là báo thù cho ngươi, Tiểu Bạch. Nói xong, lấy đầu của hắc đế ra lắc lư trước mặt tử điện thiên ma thố a à, ngươi thật sự giết hắc đế rồi tử điện thiên ma thố nhìn thấy đầu lâu của hắc đế mở to hai mắt nàng không ngờ nhanh như vậy tiểu bạch đã giết chết hắc đế nghĩ đến thực lực tuyệt cường của hắc đế nàng lo lắng nhìn tiểu bạch vậy vậy ngươi không có không có bị thương chứ tử điện thiên ma thố vừa nói vừa lo lắng nhìn tiểu bạch sợ hắn bị thương ha ha ta không sao hắn không thể làm ta bị thương Tiểu Bạch nhìn đầu lâu của Hắc Đế, khinh thường nói: "Bái kiến Tiểu Bạch đại nhân, đa tạ Tiểu Bạch đại nhân đã báo thù cho ám Dạ Sâm Lâm chúng ta." Lúc này, mấy vị trưởng lão đứng sau tử điện Thiên Ma Thố đều tới hành lễ với Tiểu Bạch, cảm kích nói: "Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi, đầu lâu của Hắc Đế này giao cho các ngươi xử lý đi." Tiểu Bạch nói xong, liền giao đầu lâu của Hắc Đế cho đại trưởng lão của ám Dạ Sâm Lâm, lần này tới đây, chủ yếu là thay mặt chủ nhân đưa ra lời mời với thú hoàng của ám dạ sâm lâm các ngươi, tiểu bạch giao đầu lâu xong, nhìn tử điện thiên ma thố, trịnh trọng nói, nói bậy, không có chuyện đó, đúng lúc này, thanh âm. Của huyền phi vang lên, hắn đi tới bên cạnh tiểu bạch, cười hít mắt nhìn tử điện thiên ma thố, thầm nghĩ, khó trách lão bạch luôn nhớ mãi không quên, nếu như nàng hóa thành hình người, chắc hẳn có thể sánh ngang với tiểu lan, vị này chính là tổ tử phải không? Huyền phi mỉm cười nói với tử điện thiên ma thố, đột nhiên hắn cảm thấy tiểu bạch ở bên cạnh rất vướng víu liền đẩy hắn ra ngươi tránh ra tiểu bạch cứ như vậy bị huyền phi đẩy sang một bên huyền phi làm một động tác rất lịch sự với tử điện thiên ma thố tự giới thiệu tẩu tử khỏe để ta giới thiệu một chút ta tên là huyền phi là ma sủng của chủ nhân nói xong hắn chỉ vào tiểu bạch vẻ mặt khinh thường tiếp tục nói vừa rồi tên này căn bản không nói thật ta nói cho ngươi biết chân tướng sự việc là như thế này tiểu bạch lúc này có chút ngây người tên này muốn làm gì chẳng lẽ lại muốn nói hô nói vượng mà tử điện thiên ma thố nhìn huyền phi che miệng cười khẽ cảm thấy huyền phi này rất thú vị nàng có thể từ khí thế nhàn nhạt trên người huyền phi cảm nhận được tên quy tộc này là cường giả thiên cảnh cường đại giống như tiểu bạch là lão bạch ở trước mặt chủ nhân cầu xin rất lâu nói cái gì không yên tâm ngươi một mình ở chỗ này nói đến mức nước mắt nước mũi tèm lem thiếu chút nữa khóc chết huyền phi bắt đầu bị chuyện hơn nữa còn nói rất sinh động. Giống như thật, khoa tay múa chân, khiến cho tất cả ma thú ở đây nghe mà trợn mắt há mồm, mấy vị trưởng lão nhìn về phía tiểu bạch, ánh mắt lộ ra một tia sáng khó hiểu, sắc mặt tử điện thiên ma thố đỏ bừng, thỉnh thoảng còn dùng đuôi mắt liếc nhìn tiểu bạch, nàng biết tên huyền phi này, hơn phân nữa là đang nói bậy, mẹ kiếp, lão quy ngươi, tiểu bạch kiếp sợ, hắn chỉ vào huyền phi, tức giận đến mức không nói nên lời, hắn biết lão quy này sẽ nói hô nói vượng, nhưng hắn không ngờ, tên này lại có thể. Bị chuyện đến mức này, Huyền Phi bị Tiểu Bạch chỉ vào, lại không vui, xoay người lộ ra vẻ mặt thề song sắc, im lặng nhìn Tiểu Bạch, tiếp tục bị chuyện, ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ bản quy nói sai sao? Nếu chủ nhân không phải xem ngươi thành tâm như vậy, còn sẽ để ngươi đi ra ngoài sao? Tiểu Bạch hoảng sợ trong lòng, mẹ kiếp, năng lực bị chuyện của tên này cũng quá mạnh, hơn nữa còn nói rất giống thật, Tiểu Bạch lại thầm mắng một câu. Hắn biết rõ huyền phi này rất giỏi châm chọc, nhưng hắn vạn lần không ngờ, hắn lại châm chọc đến mức này, huyền phi nói xong về tiểu bạch, xoay người nhìn tử điện thiên ma thố, biểu cảm trên mặt đã thay đổi 360 độ. Vẻ mặt hớn hở, nụ cười nịnh nọt, tiếp tục địa. Chuyện với tử điện thiên ma thố, tẩu tử ngươi không biết đâu, lúc ấy lão bạch hắn vì muốn đi ra ngoài đón ngươi, đó là, bịch bịch bịch, dập đầu trước mặt chủ nhân, tên kia, sàn nhà ngay cả ta cũng không đập vỡ được cứ như vậy bị đầu hắn cứng rắn đập vỡ cuối cùng chủ nhân bị chân tình của hắn với ngươi làm cảm động để hắn tới đón ngươi qua đó tử điện thiên ma thú nghe huyền phi nói tuy rằng trên mặt không lộ ra biểu cảm gì nhưng trong lòng lại rất vui mừng tuy rằng nàng biết lời huyền phi nói rất khoa trương nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất ngọt ngào tiểu bạch tiểu bạch đã không chịu nổi nữa nếu như lại để cho tên này nói tiếp không biết hắn có thể nói ra chuyện gì nữa, cho nên hắn ra tay, túm lấy mai rùa sau lưng Huyền Phi, nhấc hắn lên, hung hăng ném ra phía sau, vèo. Huyền Phi cứ như vậy bị hắn ném đi, bay về phương xa, được rồi, bây giờ yên tĩnh hơn nhiều rồi, thật ngại quá tiểu tử, tên này vừa rồi đang nói bậy, ngươi đừng để trong lòng, Tiểu Bạch nhìn Tử Điện Thiên Ma Thố, vẻ mặt ấy nấy, hiện tại không có Huyền Phi quấy rầy, bọn họ có thể nói chuyện tử tế rồi, không sao kỳ thật hắn cũng rất thú vị, tử điện thiên ma thố lắc đầu, theo nàng thấy, lời huyền phi nói có thể là khoa trương, nhưng khẳng định trong đó có một phần là thật, nếu không hắn cũng không có. Cách nào khoa trương, tử điện thiên ma thố thật sự là quá không hiểu huyền phi rồi, 10 câu của tên này, có 11 câu là bịa đặt, sau này bọn họ quen thân, tử điện thiên ma thố sẽ biết, huyền phi rốt cuộc là loại ma thú gì, lần này là trưởng quỷ bảo ta tới đón ngươi, không biết ngươi tiểu bạch tiếp tục mời đây là mệnh lệnh chủ nhân giao cho hắn hắn nhất định phải hoàn thành nhưng còn chưa đợi hắn nói xong lại có người cắt ngang lời hắn người cắt ngang hắn không phải huyền phi mà là đại trưởng lão tốt quá rồi tiểu bạch đại nhân chúng ta vừa rồi cũng muốn khởi hành đi đông đại lục đại trưởng lão đi ra hai mắt đều hiếp lại thành một đường nhỏ mặt mày hớn hở đúng vậy đúng vậy thú hoàng đại nhân mấy ngày nay rất nhớ ngươi lúc nào cũng lẩm bẩm muốn đi đông đại lục tìm ngươi đấy, ngay sau đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng đi ra thêm mắm dặm muối, hiện tại bọn họ đều đã nhìn ra, ngoại trừ hai người trong cuộc, bằng hữu của hai bên đều muốn tác hợp cho bọn họ, nếu đã như vậy, còn. Chờ gì nữa, lời của đại lão quy tộc kia, tuyệt đối là nói quá, nói quá, chúng ta cũng biết nha, đúng vậy, ngươi xem hành lý của chúng ta đều đã thu dọn xong, vừa định xuất phát thì ngươi đã tới tam trưởng lão càng tuyệt hơn trực tiếp lấy hành lý ra chứng minh mình nói không hề sai không sai tiểu bạch đại nhân ngươi xem đây chính là đội hộ vệ đi theo thú hoàng đại nhân tới đông đại lục bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát đại trưởng lão chỉ vào đội hộ vệ do vũ kiêu và bức tầm dẫn đầu bị chuyện nói vũ kiêu và bức tầm vốn là đội hộ vệ hôm nay vừa vặn đến phiên bọn họ tuần tra cho nên mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề sẵn sàng xuất phát vũ kiêu và bức tầm hai vị đội trưởng hộ vệ nghe trưởng lão nói như vậy lập tức phản ứng lại nhao nhao xưng là nhao nhao phụ họa lần này đến phiên tử điện thiên ma thố ngây người nàng khó tin nhìn mấy vị trưởng lão đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão các ngươi tử điện thiên ma thố vừa định hỏi mấy vị trưởng lão vì sao lại nói bậy như vậy nhưng còn chưa nói xong đã bị đại trưởng lão cắt ngang tam trưởng lão tứ trưởng lão dựa theo kế hoạch trước đó hai người các ngươi dẫn theo đội hộ vệ đi theo thú hoàng đại nhân đại trưởng lão trực tiếp quyết định mọi chuyện khiến tử điện thiên ma thố nhất thời ngay ra tại chỗ không biết nên nói gì cho phải vâng đại trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão vũ kiêu bức tầm cùng những đội viên hộ vệ được gọi tên đồng thanh đáp ha ha lão bạch người ta đã nói như vậy rồi ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì Lúc này Huyền Phi lại đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn còn đứng ngay người, vẻ mặt bình tĩnh, liền lộ ra vẻ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép chán nản, nhìn thấy Tiểu Bạch không hề động đậy, Huyền Phi thật sự không còn cách nào khác, dùng bả vai nhẹ nhàng huyết vào lưng Tiểu Bạch, đi thôi, Tiểu Bạch bị Huyền Phi huyết một cái, tiến lên phía trước hai bước, đứng rất gần tử điện thiên ma thố, Tiểu Bạch quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn Huyền Phi, ánh mắt kia dường như đang nói với. Hắn, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta tương lai sẽ có lúc ngươi khóc huyền phi sẽ sợ ánh mắt uy hiếp này của tiểu bạch sao đó là không thể nào nếu thật sự liều mạng tiểu bạch đánh không lại huyền phi nói về mồm mép tiểu bạch càng không phải là đối thủ của hắn cho nên huyền phi không hề kiên dè ta nói lão bạch ngươi nhìn ta làm gì ta có gì đẹp đâu ngươi phải nhìn lão tình nhân trong lòng ngươi chứ lúc huyền phi nói câu này mấy vị trưởng lão đều gật đầu lia lịa cho rằng câu này rất có lý tiểu bạch bất đắc dĩ hắn biết lúc tên này đi theo đã có dự cảm không lành hiện tại quả nhiên đã thành sự thật nhưng mà để ngăn tên này tiếp tục nói hô nói vượng, chỉ có thể nhanh chóng dẫn tử điện thiên ma thố rời khỏi đây tiểu tử nếu các ngươi đã quyết định vậy bây giờ chúng ta khởi hành thôi tử điện thiên ma thố còn chưa hoàn hồn sau những lời vừa rồi của mấy vị trưởng lão bây giờ lại nghe tiểu bạch nói vậy càng thêm ngây người há hốc mồm a à, bây giờ nàng còn chưa rõ ràng tình huống như thế nào còn đang mơ hồ làm sao lại phải lập tức lên đường được được chúng ta lên đường ngay nhưng nàng không nói gì các vị trưởng lão bên cạnh kia cũng sẽ không chờ tứ trưởng lão của tộc kiến lập tức gật đầu đồng thời chỉ huy những đội hộ vệ kia nhanh chóng tới đây thú hoàng đại nhân đi mau đi mau tam trưởng lão càng đẩy tử điện thiên ma thố đi về phía trên phi thuyền cung tiễn thú hoàng đại nhân những yêu thú khác nhìn thấy tình huống này càng cao giọng hô lớn trực tiếp quyết định chuyện này, bọn họ cũng rất vui khi nhìn thấy tình huống này, có tiểu bạch đại nhân này chống lưng, về sau ai dám coi thường ám giả dạ xâm lâm bọn họ, ám giả dạ xâm lâm bọn họ còn sợ ai nữa, từ hôm nay trở đi, yêu thú ám giả dạ xâm lâm bọn họ có thể ngẩng cao đầu, không cần nhìn sắc mặt kẻ khác nữa, lão bạch, không ngờ ngươi tán gái thật cao tay, làm cho nàng thỏ nhỏ thần hồn điên đảo. Huyền Phi lúc này đi đến bên cạnh tiểu. Bạch, cười gian nói, hừ, chúng ta cứ chờ xem tiểu bạch hừ lạnh một tiếng cũng không thèm nhìn bay về phía trên phi thuyền hơn nữa trong tiếng hừ lạnh này của hắn lộ ra một tia uy hiếp lão bạch ta nói có sách mách có chứng lời này của ngươi là có ý gì ta đây cũng là hảo tâm hảo ý đúng không ngươi không thể ăn cháo đá bát huyền phi cảm giác được trong lời nói của tiểu bạch lộ ra rất nhiều tin tức lão bạch này muốn làm gì chẳng lẽ muốn trả thù hắn nhưng mình có thứ gì có thể khiến hắn trả thù đột nhiên huyền phi cảm thấy sau lưng lạnh toát hắn nghĩ tới một chuyện lão bạch này tuyệt đối sẽ lấy chuyện này làm to chuyện nghĩ tới đây toàn thân sợ tới mức run rẩy vội vàng bay về phía tiểu bạch lão bạch việc này cứ bỏ qua thế nào ngươi không được ăn cháo đá bát nhé tiểu bạch nhìn huyền phi bên cạnh vẻ mặt khẩn trương tâm tình thoải mái hơn rất nhiều chắc hẳn tên này đã đoán được mình sẽ lấy chuyện gì làm ầm ĩ nhưng mà như vậy thì đã sao, tiểu bạch bay vào trong phi thuyền, mới quay đầu nhìn huyền phi vẻ mặt khẩn trương, ha ha cười nói, ha ha, lão quy ngươi nói vậy, bạch gia ta là loại người này sao, tiểu bạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ, bạch gia chính là loại người này, ngươi có thể làm gì? Ta, ngươi yên tâm, bạch gia cũng sẽ, xe duyên, cho hai ngươi. Tiểu bạch cắn răng nói hai chữ, xe duyên, lần này, huyền phi không chịu nữa, vội vàng nói lão bạch ngươi nói vậy là có ý gì ngươi có phải hiểu lầm gì không ta đã nói rồi ta và tiểu lan không có gì huyền phi vừa nói xong liền hối hận mẹ kiếp chẳng phải mình không đánh đã khai sao mình đây không phải là đưa dao cho đối phương để đối phương đâm mình sao quả nhiên sau khi tiểu bạch nghe được lời này của huyền phi hai mắt sáng lên lộ ra nụ cười gian xảo nhìn xem không đánh đã khai rồi chứ ta có nói tiểu lan sao ngươi khẩn trương như vậy làm gì huyền phi khóc không ra nước mắt này này lão bạch bạch gia chúng ta một chuyện thì một chuyện ngươi không thể làm bừa a à. người xung quanh hồ thiên ba cũng giải tán về nhà dương phong bảo nhà họ ngụy làm một cái bàn tròn lớn tới đặt ở bên ngoài cửa hàng còn làm thêm lò nướng bên cạnh bàn tròn lớn lúc này tất cả mọi người đều rời khỏi hồ thiên ba về nhà thì về nhà đi tửu lâu thì đi tửu lâu sợ mình quấy rầy dương phong dùng bữa lúc này ba người nhất Hào, Triệu Kính Chi, Lý Tú Ngân bưng từng món thức ăn, từ cửa hàng đi ra, bày biện trên bàn, chỉ chốc lát sau, toàn bộ bàn đều được bày đầy ắp, mọi người ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, khóe miệng đều chảy nước miếng, mũi không ngừng hít lấy mùi thơm tỏa ra từ những món ăn kia, hận không thể ăn ngay bây giờ, Dương Phong nhìn vẻ mặt của mọi người, lộ ra nụ cười, nhưng hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, sau đó hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhắm mắt lại, sau một khắc, khi hắn mở mắt ra, trực tiếp xé rách một cái không gian nhỏ đưa tay vào trong trên không trung ám giả dạ xâm lâm một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay về phía đông đại lục đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian từ trong vết nứt không gian này xuất hiện một bàn tay lớn chụp về phía phi thuyền ngay sau đó bàn tay to chụp lấy rồi trở về vết nứt không gian kia vết nứt không gian biến mất hết thảy trở lại bình thường ngay khi tiểu bạch bọn họ đang ở trong phi thuyền ngẩn người phi thuyền xuất hiện trên không trung hồ thiên ba tiểu bạch và huyền phi nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc phía dưới liền biết bàn tay lớn vừa rồi là của chủ nhân không sai tất cả đều là dương phong làm khi hắn thấy nơi này thiếu huyền phi và tiểu bạch liền muốn xem thử bọn họ bây giờ có phải đã đến ám giả xâm lâm hay không khi hắn nhìn thấy trên bản đồ tiểu bạch và huyền phi từ ám giả xâm lâm bay về phía bên này liền biết bọn họ đã hoàn thành chuyện này vì vậy để cho tất cả mọi người trong cửa hàng có thể đoàn tụ tiếp dùng đại thần thông bắt lấy phi thuyền trên không trung ám dạ xâm lâm, lúc này, tiểu bạch, huyền phi, mang theo tử điện thiên ma thố cùng các yêu thú khác từ trong phi thuyền bay xuống, chủ nhân, chủ nhân, huyền phi sau khi xuống liền hướng dương phong hành lễ, bái kiến dương trưởng quỷ, tử điện thiên ma thố cùng hai vị trưởng lão, các yêu thú khác cung kính hành lễ, vấn an dương phong, từng, đứng dậy hết đi, dương phong phất tay, ý bảo mọi người miễn lễ, tiểu bạch, đây là ý trung nhân của ngươi sao hồng vân nhìn tử điện thiên ma thố nháy mắt với tiểu bạch đôi mắt linh động kia dường như đang nói ý trung nhân này của ngươi quả nhiên xinh đẹp khó trách lại khiến ngươi nhớ mãi không quên tiểu bạch lần này đã học khôn căn bản không để ý tới hồng vân miệng lưỡi của ả lợi hại hơn huyền phi nhiều muội muội ta là hồng vân muội gọi ta là hồng tỷ là được rồi muội tên là gì hồng vân thấy tiểu bạch không để ý tới mình lườm hắn một cái đi thẳng tới bên cạnh tử điện thiên ma thố hồng tỷ muội là tiểu tử, tử điện thiên ma thố nhìn thấy hồng vân này là linh thể, giật mình, nhìn tin tức mà linh thể tỏa ra, cũng không kém tiểu bạch là bao, liền đoán, hồng tỷ này chắc chắn cũng là yêu sủng của dương trưởng quỷ, ồ, tiểu tử à, ngươi chính là tiểu tử đấy à, quả nhiên là dung mạo hơn người, khó trách tiểu bạch đối với ngươi nhớ mãi không quên, có một khoảng thời gian ăn không ngon ngủ không yên, có một khoảng thời gian, hắn ngây ngốc nhìn lên bầu trời, còn luôn miệng gọi tiểu tử. Hóa ra. Hắn đang nhớ tới ngươi, Hồng Vân bị chuyện không hề chớp mắt, khốn kiếp, tiểu Bạch thiếu chút nữa thổ huyết, Dương Phong cũng trợn to hai mắt, nhìn tiểu Bạch, thầm nghĩ, có thật không? Sao ta lại không biết? Xem ra ta làm chủ nhân thật sự là không xứng chức, là thiếu quan tâm đến phương diện này của tiểu Bạch, xem ra sau này phải tăng cường chú ý phương diện này, dù sao bây giờ cũng là mùa xuân, không biết Huyền Phi và Hồng Vân bây giờ có phải lòng nhau không? Hai chuyện bổn trưởng quỷ phải lo lắng, cũng thật là nhiều, mặt tử điện thiên ma thố lập tức đỏ lên, nhưng có bộ lông màu tím che khuất, không ai có thể nhìn ra, hiện tại nàng đã tin một chút, huyền phi nói như vậy có thể có phần khoa trương. Nhưng bây giờ hồng tỷ cũng nói như vậy, vậy có phải là, hổ thiên thiên, ngụy đình đình nghe được những lời này, ngây người, cái gì? Đây là ý trung nhân của tộc trưởng, tiểu bạch, tiếp theo lời hồng vân nói, khiến cho mọi người càng thêm suy nghĩ miên mang, Đúng rồi muội muội, Hồng Tỷ nhiều chuyện hỏi một câu, hai người định khi nào thành thân, Tử Điện Thiên Ma Thố hoàn toàn bị hỏi đến choáng váng, "Ta, nếu như lúc này dưới đất có một cái khe nứt, Tử Điện Thiên Ma Thố tuyệt đối sẽ chui vào, chung mình xuống, đây bảo nàng trả lời thế nào, căn bản là không biết trả lời ra sao." Hồng Vân thấy Tử Điện Thiên Ma Thố vẻ mặt luống cuống, khóe miệng nhếch lên, quay đầu nhìn Hổ Thiên Thiên và Hổ Hoang Hoang, "Ta nói Thiên Thiên, Hoang Hoang, hai đứa còn đứng ngay ra đó làm gì mau tới bái kiến tộc trưởng phu nhân hổ thiên thiên và hổ hoang hoang vẫn còn đang ngơ ngác căn bản không nghĩ nhiều như vậy hôm qua hồng vân đã nói với bọn họ tộc trưởng đi đón tộc trưởng phu nhân rồi lúc đầu hai người bọn họ tưởng hồng vân đang nói đùa nhưng hiện tại xem ra những gì ả nói là sự thật bởi vì tộc trưởng không hề phản bác vì vậy đi tới trước mặc tử điện thiên ma thố cung kính hành lễ nói tộc trưởng phu nhân còn chưa đợi tử điện thiên ma thố kịp phản ứng ngụy đình đình đã chạy tới vây quanh tử điện thiên ma thố a à, ngài chính là tộc trưởng phu nhân tộc trưởng phu nhân ta là hổ tú tú ngài là phu nhân của tiểu bạch sao qua wow, quả nhiên xinh đẹp người xem còn có bộ lông màu tím nữa ngài tên là tiểu tử à ta là triệu nhã phương là bằng hữu của tiểu bạch hai người sắp thành thân sao thật tốt quá ta có thể làm phù dâu cho ngài không Ngụy Đình Đình ngươi một câu ta một lời, hoàn toàn làm cho tử điện thiên ma thố choáng váng. hiện tại trong đầu nàng, chỉ còn lại hai chữ, thành thân, khụ khụ, tiểu bạch nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, bị nước bọt của mình sặc đến ho khan. Dương Phong nhìn cảnh tượng này, càng thêm mơ hồ, sao lại nhanh như vậy? Vừa rồi chẳng phải mới nói là nhớ nhung sao? Bây giờ đã nói đến chuyện cưới sinh rồi, có cần phải nhanh như vậy không? Chẳng lẽ trong thế giới yêu thú việc bàn chuyện cưới gã đều tùy tiện như vậy sao chờ đã chẳng lẽ tiểu bạch và tử điện thiên ma thố bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi dương phong nghĩ tới đây kinh ngạc nhìn tiểu bạch đang ho khang vẻ mặt khó tin nói chết tiệt tiểu bạch mới một đêm thôi mà ngươi hành động nhanh vậy sao theo dương phong chắc chắn giữa bọn họ đã có bước đột phá về mặt bản chất chỉ là mình không nhìn ra mà thôi mà hồng vân là yêu thú sống lâu như vậy liếc mắt một cái đã nhìn ra điều gì đó cho nên mới hỏi bọn họ về chuyện cưới xin, đúng rồi, nhất định là như vậy, không sai được, Dương Phong càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy, chủ nhân, không phải đâu, căn bản không phải như vậy, tiểu bạch sách khóc rồi, đây là cái gì vậy, mình còn đang độc thân, chỉ trong vài câu nói đã bị đem ra bàn chuyện cưới xin, có chuyện hoang đường như vậy sao, ngay khi tiểu bạch muốn giải thích, tam trưởng lão và tứ trưởng lão của ám dạ sâm lâm liền đi tới hành lễ với Dương Phong nói, Dương, trưởng quỷ, thú hoàng đại nhân có thể gả cho tiểu bạch đại nhân, đó là vinh hạnh của ám giả xâm lâm chúng ta, đúng vậy, mấy ngày nay chúng ta cũng đang thương lượng, nếu như chuyện của thú hoàng đại nhân và tiểu bạch đại nhân có thể thành, toàn bộ ám giả xâm lâm chúng ta sẽ là của hồi môn, sau này ám giả xâm lâm chúng ta sẽ là thuộc hạ của huyễn nguyệt ma sâm, mọi việc đều lấy huyễn nguyệt ma sâm làm chủ, dương trưởng quỷ, ngài xem, nói đến chuyện thành thân, thú hoàng đại nhân nhà chúng ta kích động đến mức không nói nên lời, lúc này tử điện thiên ma thố quả thật không nói nên lời, nàng đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong những lời nói của đám người ngụy Đình Đình, Dương Phong thấy vậy liền cười, tiểu bạch hành động thật nhanh, một đêm đã giải quyết xong mọi chuyện, lần này bổn trưởng quỷ phải suy nghĩ thật kỹ, nên thưởng cho ngươi cái gì mới được, là yêu sủng của bổn trưởng quỷ, xính lễ tuyệt đối không thể tầm thường, Dương Phong cứ như vậy chìm vào suy tư, lão bạch à, ngươi cứ nhận đi, không. Thấy đây là ý của chủ nhân sao? Ngươi cho rằng nếu không có chủ nhân cho phép, ta và Hồng Vân sẽ nói như vậy sao? Huyền Phi nhìn sắc mặt Dương Phong một cái rồi lại nhìn Hồng Vân, liền ghé vào tai Tiểu Bạch nhỏ giọng nói, mục đích chủ yếu nhất của hắn bây giờ chính là chuyển dời oán niệm mà Tiểu Bạch đặt trên người mình, nếu không thì sau khi chuyện này kết thúc, sẽ đến lượt hắn. Hai, ngươi suy nghĩ kỹ đi, có một cô nương nguyện ý đi theo ngươi, ngươi nên vui mừng thầm lặng đi, hơn nữa đây là ý của chủ nhân ngươi nhất định. Phải chấp nhận, huyền phi tiếp tục thêm dầu vào lửa, hắn không tin, mình đã lấy chủ nhân ra rồi mà tên này còn muốn phản kháng nữa hay sao, thật tốt quá, tộc trưởng phu nhân, ngài định khi nào thành thân với tộc trưởng, hổ tú tú cũng rất kích động, nàng còn chưa từng tham gia hôn lễ, dạo trước nghe ngụy Đình Đình bọn họ thảo luận về hôn lễ của ngụy Thục Di, muốn làm thế này thế kia, nghe mà nàng cũng thấy ngứa ngáy, nếu như tộc trưởng bọn họ cũng muốn tổ chức hôn lễ, nàng nhất định phải đảm nhận trọng trách này lên kế hoạch cho hôn lễ ta nói tiểu nha đầu kia ngươi đang nhiều chuyện cái gì đấy còn không mau đi gọi gia gia ngươi tới thảo luận chuyện lớn hồng vân như sợ thiên hạ chưa đủ loạn trực tiếp để thú hoàng cung nhúng tay vào như vậy đừng nói là huyễn nguyệt ma sâm toàn bộ đông đại lục đều sẽ biết chuyện tiểu bạch muốn thành thân nghĩ đến việc mình là người đứng sau tất cả những chuyện này hồng vân hài lòng nheo mắt lại a à, đúng rồi ta đi gọi gia gia ngay hổ tú tú nghe. Xong, hai mắt sáng lên, đúng vậy, tộc trưởng muốn thành thân là chuyện lớn như vậy, sao có thể không cho Gia Gia biết chứ, vì vậy, nàng lập tức lấy ra truyền âm thạch từ trong không gian trữ vật, Gia Gia, Gia Gia, tộc trưởng dẫn tộc trưởng phu nhân về rồi, không lâu sau, hổ mảnh dẫn theo mấy vị trưởng lão hổ tộc, trưởng lão thú hoàng cung chạy tới, sau một phen khi giới thiệu, Hai trưởng lão cùng hộ vệ đội đến từ ám dạ xâm lâm liền được mấy người hổ mảnh mời đến thú hoàng cung, thương lượng công. Việc, đến mức thương lượng chuyện gì, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể đoán được Trần Lâm trở về từ cấm đoạn đại lục. Sau khi hiểu rõ tình huống, tranh thủ thời gian chúc mừng Tiểu Bạch, khi Trần Lâm đến, cơm tối chính thức bắt đầu. Tây đại lục, đại đường đế quốc, bên trong một mật thất của hoàng cung đại đường. Nơi này tràn ngập khói bụi màu đen. Trong sương khói màu đen ấy, một người đang ngồi xếp bằng, nhìn hình dạng người này như là tiểu hài tử, cái cầm lại có một chồng râu quai nón, trừ bỏ chiều cao, nhìn bộ dạng xem ra là trung niên, trên trán của hắn, có một ấn ký hình tam giác, tam giác ấn ký này tản ra ánh sáng trăng nhàn nhạt trong lúc hắn hít thở. Mà lúc này, ấn ký tản ra tia sáng trắng đột nhiên biến thành màu đỏ, lúc này, tiểu nhân râu quai nón vốn nhắm hai mắt đột nhiên mở ra hai mắt, trong hai con mắt của hắn không có con ngươi, chỉ là một mảnh đỏ thẫm, dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt, khóe miệng hắn lúc này lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, tê, tiểu nhân râu quai nón hơi hơi hé miệng, hút hết tất cả khói đen bên trong mật thất vào trong cơ thể, ha ha. Tới, các ngươi rốt cuộc đã đến, ha ha. Tiểu nhân râu quai nón đột nhiên cười to, khí thế trên người tràn ra, cổ khí thế này trực tiếp xuyên qua mật thất, phóng lên tận trời, trực tiếp xé rách mây đen trên kinh đô thành đại đường đế quốc, một cổ uy áp cường đại bay thẳng lên trời cao, thẳng tới thương khung, làm cho toàn bộ bách tính kinh đô đại đường đế quốc đều cảm nhận được cổ uy áp này, phía dưới cổ uy nghiêm này, tất cả bách tính kinh đô đều quỳ trên mặt đất rung lẩy bẩy, thậm chí có chút người tu vi thấp, đều bị chấn động đến hôn. Mê bất tỉnh, nhanh. Nhanh đi mật thất, nhìn xem vị đại nhân kia có phải đã tỉnh hay không, hoàng đế đại đường đế quốc đường đức tông một mặt kinh hỷ nhìn sang một chỗ trống trải hô to đại điện trước đó không một người đột nhiên xuất hiện một người mặc đấu bồng đen sau khi người này xuất hiện hướng về phía đường đức tông hành lễ nói tuân lệnh bệ hạ sau khi hành lễ bóng người người này dần dần biến mất trên đại điện ha ha vị đại nhân này đã tỉnh như vậy thời gian đại đường đế quốc ta quét ngang tây đại lục đã đến rồi đường đức tông cười ha ha hắn chờ đợi ngày này chờ đã quá lâu ròng rã một trăm năm, một trăm năm trước, khi còn là hoàng tử đường Đức Tông, tiến vào bên trong cổ chiến trường phát hiện một tên có người có hình dáng như một hài đồng, người này bị thương nặng, hấp hối, bất quá, dù người này có thân thể là hài đồng, thế nhưng cảnh giới lại đến võ hoàng. Cái này khiến đường Đức Tông kinh ngạc không? Thôi, sau một hồi nghĩ sâu tính kỹ, quyết định thu lưu quái nhân với thân thể như đứa trẻ lại có tu vi võ hoàng, sau khi tên nam tử này thanh tĩnh nghe nói, hắn chỉ nhớ mình gọi là Thác Bạc Hồng, ban đầu vốn không phải người trên phiến đại lục này, hắn là một người lữ hành thời không, bởi vì tác rời với đồng bạn, mới đến được đại lục này, chỉ cần đường Đức Tông trợ giúp hắn chữa khỏi vết thương, khôi phục thực lực, chờ hắn tìm tới đồng bạn sẽ có thể giúp trợ mình hoàn thành một tâm nguyện, dù là trợ giúp hắn thống nhất đại lục, đều không có vấn đề gì, đường Đức Tông nghe được những lời về việc thống nhất đại lục, liền không chịu nổi nữa kẻ cầm quyền nào mà chẳng muốn thống nhất thiên hạ tuy rằng khi đó hắn còn chưa phải hoàng đế chỉ là một hoàng tử nhưng cũng là người có sức tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu dốt ngươi nói có thể giúp ta thống nhất đại lục là được sao hãy xem ngươi có thực lực thống nhất đại lục hay không đã ít nhất phải mạnh hơn thiên minh nếu không có thiên minh ở đây ngươi căn bản không có khả năng nhưng mà sau khi hắn biết tiểu nhân thác bạc hồng khôi phục thực lực có thể đạt đến vũ đế cửu giai thiếu chút nữa đã quỳ lạy hắn chính là từ lúc này giả tâm của đường đức tông bắt đầu bành trướng hắn căn bản cũng không quan tâm quá nhiều đến lai lịch của thác bạc hồng này người lữ hành thời không là có ý gì liền đáp ứng thác bạc hồng cứ như vậy thác bạc hồng đi theo bên cạnh đường đức tông trong thời gian này còn giúp đường đức tông đoạt được ngôi vị hoàng đế điều này khiến đường đức tông vô cùng tin tưởng thác bạc hồng có thể giúp hắn thống nhất đại lục sau khi Đường Đức Tông lên ngôi hoàng đế Đại Đường, luôn mơ mộng về việc thống nhất đại lục, căn bản cũng không quan tâm đến thanh danh của Đại Đường đế quốc, cũng chẳng màng đến việc duy trì mối quan hệ giữa Đại Đường đế quốc và các thế lực xung quanh, trong mắt hắn, tương lai không xa, hắn sẽ thống trị những thế lực này, hiện tại tạo dựng mối quan hệ tốt với bọn họ là dư thừa, vừa lãng phí thời gian lại lãng phí tài nguyên, chi bằng nghĩ kỹ sau khi thống nhất đại lục, phải tiêu giao khoái hoạt như thế nào phải hưởng thụ nhân sinh ra sao cứ như vậy thực lực của đại đường đế quốc ngày càng suy yếu quan hệ với các thế lực xung quanh cũng ngày càng xa cách nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha